Chào các bạn nhé, đây là một cái máy cắt bê tông dùng điện 220V các bạn ạ. Đường kính lưỡi cắt lên đến 36cm, cắt sâu hơn 10cm các bạn nhé. Công suất động cơ là 3800W, chạy điện 220V. Có điều chỉnh cắt độ lông sâu của lưỡi cắt các bạn ạ. Cái này có đầy đủ phụ kiện, máy bơm nước chống bụi và lưỡi cắt đi theo máy. Đây, có lưỡi cắt theo máy. Cái này được đóng hộp xốp rất là cẩn thận. Đây, toàn thể cái máy đây các bạn ạ. Đây, hình ảnh cái máy đây ạ. Cái này chúng ta có thể chỉnh được. Chúng ta chỉnh các kiểu góc cắt luôn. Cái bảo hiểm này chúng ta xoay một cách tự nhiên được. Đó, được chưa ạ? Rất là hay. Công suất động cơ cái này nó lên đến 3800W đây các bạn ơi. Công suất ở động cơ đây này. Đó. Đường kính đi lưỡi cắt đi theo cái máy này nó là 36,2cm các bạn nhé. Đó. Có dơ le chống giật, có dây nguồn dơ le chống giật này, để nếu dò điện nó sẽ ngắt các bạn ạ. Nhưng trường hợp này thì quá ít luôn. Đó. Có tay xách rất là cẩn thận, tay xách trên và tay dưới. Có bánh xe để đẩy cho nó nhẹ các bạn ạ. Đường ống nước để chúng ta bơm nước vào lưỡi cắt để khi nó chạy không bị bụi. Và có ống để hút bụi ra ngoài. Có ống này, chúng ta có thể lắp cái vòi này để đẩy bụi ra phía ngoài được. Khi vận chuyển thì được cái máy được để tư thế như này. Còn khi về chúng ta sử dụng thì chúng ta phải lắp cái bàn. Cái bàn này là một cái bàn nó tùy cái giá này để nó tùy nó chỉnh cái góc cắt, cái độ cắt của chúng ta các bạn nhá. Độ cắt sơ lông sâu bằng lưỡi. Nếu các bạn có nhu cầu về cái máy cắt bê tông này, các bạn có thể liên hệ qua số điện thoại của tôi ở phía dưới video này các bạn ạ. Tôi là Phong, là người chuyên và cung cấp các dòng máy điện thi công xây dựng cho các công trình các bạn ạ. Các bạn nếu cần thì các bạn alo đến số điện thoại ở phía dưới video này nhé. Chào các bạn, hẹn các bạn ở một video khác. Chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe và sử dụng máy làm sao thật tốt. Và các bạn có nhu cầu cần tư vấn về máy, các bạn hãy liên hệ với tôi. Xin chào các bạn.